Nghe nói Trường Giang chưa từng tái máy khi đứng cạnh gái đẹp, đi sự kiện được xếp cạnh mỹ nhân phản ứng choáng ngay. Ngày trước cứ thấy người đẹp là xứng sổ ôm hôn, sau scandal tình ái, thái độ của Trường Giang khi đứng cạnh đồng nghiệp nữ khiến dư luận ngỡ ngàng. Sau scandal tình ái với nam em vừa diễn ra cách đây không lâu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Trường Giang. Lật lại nhiều bức hình trước đây, dư luận phát hiện ra người yêu nhà Phương có thói quen thân mật với khá nhiều bạn diễn nữ khi hợp tác chung trong diễn xuất. Hay những dịp hội ngộ tại sự kiện, nhiều người đẹp showbiz như Kim Tuyến và Sam từng nhận những nụ hôn và cái ôm thân mật của Trường Giang. Quyết định giữ im lặng trước mọi ồn ào, thỉnh thoảng danh hài xứ Quảng mới xuất hiện tại một số sự kiện nhỏ nhưng vẫn gây được không ít sự chú ý. Tuy nhiên, để ý những lần lộ diện gần đây, dù vẫn chụp hình chung với các nữ đồng nghiệp nhưng Trường Giang đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Nam diễn viên tỏ ra chừng mực hơn trông thấy khi đứng cạnh phụ nữ. Dù vui vẻ nhận lời chụp hình cùng người hâm mộ tại chương trình, nhưng Trường Giang vội vàng để tay trước ngực. Anh chàng giữ nguyên tư thế khoanh tay giữa vòng vây fan nữ. Trường Giang hạn chế tối đa tiếp xúc cơ thể với các người đẹp. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương có thể nhận ra bàn tay lịch thiệp của danh hài sinh năm 1983 khi chụp hình với một đồng nghiệp. Cách đây ít giờ, trong tiệc mừng công của phim điện ảnh Siêu Sao Siêu Ngố, khi chung khung hình với nữ diễn viên của đoàn phim, Trường Giang đứng khá tách biệt và chọn cách đưa vào túi quần, hạn chế tiếp xúc thân mật với người đẹp bên cạnh. Thậm chí được ôm cứng, anh chàng cũng không mảy may phản ứng lại. Có lẽ sau những ồn ào vừa qua, danh hài đã tỏ ra tiết chế để tìm cách ghi điểm trở lại với công chúng và bạn gái nhà Phương. Nam em lần đầu lên tiếng về chuyện thả thính Kiều Minh Tuấn. Sau một thời gian ở ẩn, cuối cùng nam em cũng quay trở lại và chính thức lên tiếng trước tin đồn thả thính Kiều Minh Tuấn. Trong thời gian vừa qua, nam em gây chấn động dư luận khi thừa nhận chuyện tình cảm với Trường Giang. Người đẹp chính ít cho biết, dù yêu nhau khoảng 30 ngày, nhưng cả hai chỉ có nút thăng, chưa từng xuống dáng. Không những thế, giữa lùm xùm tình cảm với danh hài xứ Quảng, nhiều người đào mộ và phát hiện trước đó, nam em cũng tiết lộ từng say nắng Kiều Minh Tuấn khi cả hai tham gia đóng phim. Ở thời điểm đó, các phượng cũng chia sẻ cảm thấy bình thường, rung động là chuyện của trái tim, còn nam em không có bất cứ phản hồi nào. Sau một thời gian ở ẩn, cuối cùng nam em cũng quay trở lại và chính thức lên tiếng trước tin đồn thả thính Kiều Minh Tuấn. Nam em chia sẻ đoạn clip Kiều Minh Tuấn trả lời phỏng vấn về các phượng đang khiến cư dân mạng xúc động cùng dòng chia sẻ. Những lời nói dưới đây là hoàn toàn thành thật. Tôi đã đâu khi xem clip này, có lẽ mọi người đọc tới đây sẽ nghĩ là tôi sẽ phá hoại đúng không? Vậy tôi hỏi một câu nhé, có bao giờ bạn thấy đau vì hạnh phúc chưa? Thành thật hơn nữa là nhìn thấy người ta hạnh phúc mà mình ngưỡng mộ. Với nam em, anh Tuấn là một người anh, một người thầy mà nam em rất quý. Có nhiều thông tin cho rằng nam em đã thả thính anh. Ôi không, thật là sập nguồn khi đọc những thông tin này. Xin chân thành đính chính là không có chuyện đó xảy ra. Chúc anh chị luôn hạnh phúc. Phận là con gái, nếu có bị đột quỵ vì hạnh phúc, em cũng chấp nhận. Ôi tình yêu. Lời chia sẻ của nam em nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với người đẹp sinh năm 1996 vì những ồn ào tình cảm trong những ngày qua. Trường Giang phải truyền nước giữa tin chia tay nhà Phương. Nam diễn viên hài cho biết anh phải truyền nước vì bệnh mấy ngày qua, anh cũng không cạo trọc đầu như tin đồn. Tối 12 tháng 4, Trường Giang xuất hiện tại một sự kiện sau ồn ào tình cảm với nam em. Nam diễn viên hài ăn mặc giản dị, đội nón lửa trai và đeo khẩu trang khi tới buổi tiệc. Mãi đến khi ngồi vào bàn anh mới bỏ khẩu trang. Trong sự kiện, Trường Giang chia sẻ những câu chuyện vui khi làm phim cùng vợ chồng Thanh Thúy, Đức Thịnh. Anh dành sự quan tâm và cảm ơn tới ekip đoàn phim Siêu Sao Siêu Ngố. Dù vẫn hài hước tưng tửng như mọi lần, nhưng dễ nhận thấy Trường Giang có gầy hơn trước. Trên tay anh có một vết băng nhỏ. Nam diễn viên cho hay, tôi mới bị bệnh phải truyền nước biển. Trước thắc mắc về tin cạo tóc vì chia tay với nhà Phương, cây hài kéo mũ nói, ở đâu ra câu chuyện drama như vậy? Tôi cắt tóc là để chuẩn bị cho phim mới, mà cũng chỉ là cắt ngắn chứ đâu phải cạo trọc. Khi được hỏi về chuyện tình cảm với nhà Phương, như mọi lần Trường Giang nhanh chóng từ chối. Vừa qua, Trường Giang gặp vô số ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Đầu tháng 1, anh gây xôn xao vì cầu hôn nhà Phương ngay trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng. Đến tháng 3, nam diễn viên lại trở thành tâm điểm của dư luận. Khi nam em thừa nhận có tình cảm với anh,
Cô còn tố anh đối xử lạnh lùng, phũ phàng, khiến bản thân bị sốc và tổn thương nặng nề. Từ khi trở về Mỹ sau chuyến lưu diễn, Nhã Phương và Trường Giang bị đồn đã đường ai nấy đi. Một nguồn tin trong giới showbiz xác nhận với báo rằng đây là sự thật. Tuy nhiên, cả hai diễn viên đều im lặng từ chối mọi câu hỏi liên quan đến tình cảm riêng tư. Kể từ sau ồn ào với nam em, Trường Giang cũng hiếm xuất hiện trước đám đông. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vụ việc với nam em đã khiến Trường Giang trở nên trầm lặng hơn. Chồng Lê Phương nói thẳng, chưa bao giờ thấy người nào vô lý như vợ tôi. Lần đầu tiên thấy ông xã kém 8 tuổi của Lê Phương tỏ ra bức xúc và nói xấu vợ như vậy trước đông đảo khán giả. Sau gần 9 tháng cưới nhau, có nhiều điều thay đổi trong cuộc sống của diễn viên Lê Phương và ông xã kém 7 tuổi Trung Kiên. Ngọt ngào là thế, song năm đầu chung sống giữa họ có những bất đồng, thậm chí có lúc cực kỳ căng thẳng. Nhưng trên hết, sự thương yêu, thấu hiểu và biết nhường nhịn nhau đã giúp cả hai xây đắp tình cảm đẹp. Mới đây Lê Phương Trung Kiên xuất hiện tại show truyền hình Là Vợ Phải Thế và cùng nhau kể lại chuyện tình đầy thú vị của mình. Bên cạnh những ngọt ngào, cả hai cũng chia sẻ rất thật về cuộc sống hôn nhân. Đây cũng là lần đầu tiên thấy Trung Kiên tỏ ra bức xúc và dám nói xấu vợ trước đông đảo khán giả. Trung Kiên chưa bao giờ thấy người nào giận mà lạ lùng như vợ tôi. Trung Kiên từng được khán giả biết đến là người đàn ông ngọt ngào với những lời đầy yêu thương dành cho Lê Phương, khiến người ta tin ngôn tình là có thật. Thế nhưng lần này anh dám nói thẳng nói thật cái mà mình ấm ức nhất về vợ. Đó là lúc giận nhau, Lê Phương luôn nhốt chồng trong phòng, không cho bỏ đi bất cứ đâu, kể cả xuống lầu để giải tỏa cơn nóng giận. Anh nói, tôi chưa bao giờ thấy người nào vô lý như vợ tôi. Ví dụ tôi giận, cho tôi ra chỗ khác suy nghĩ. Nếu tôi sai, tôi sẽ vào xin lỗi hoặc ngược lại. Nhưng không, Lê Phương không cho phép chồng như vậy. Anh ở đó đi, anh ngồi đây, anh đi đâu? Anh xuống lầu thôi, xong anh lên lại cũng được. Cho anh đỡ tức, anh nguôi ngoai, rồi có gì anh sẽ lên xin lỗi em. Không, anh ở đây đi, có gì hai đứa mình cùng chịu. Đó là đoạn hội thoại giữa Lê Phương Trung Kiên khi giận nhau. Thế nhưng Trung Kiên cũng là không kém, riết tôi quen, giờ gây lộn mà bỏ đi tôi cũng không chịu được, anh hài hước. Thông thường đến khi Trung Kiên mệt thì sẽ ôm vợ xin lỗi trước. Nói về lý do cãi vã, Trung Kiên còn thẳng thắn không ngờ khi bày tỏ thật ra là cả hai toàn mâu thuẫn về những thứ lãng nhách, lãng thúi, theo nguyên văn của nam ca sĩ. Còn về phía Lê Phương, cô thành thật tâm sự rằng, đúng là cả hai cãi lộn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, chúng tôi hay bị cái sự nóng tính làm cho chuyện lớn ra, chứ thật ra không có gì hết trơn. Cho dù giận, không cho anh ấy đi, tôi nhốt anh ấy ở nhà, thì anh ấy có điên cuồng. Song cuối cùng cũng vẫn là người làm huề trước với tôi, chứ không bỏ mặc tôi. Cái quan trọng nhất là, người đàn ông cho dù như thế nào, họ không bỏ mặc mình. Lê Phương gọi Trung Kiên là mày, ngày đầu gặp. Trước khi đến với cuộc hôn nhân này, Lê Phương đã bỏ lỡ một lần đò. Cô từng nguyện không mở lòng vì một ai thêm nữa. Ngày gặp chàng ca sĩ của đoàn nghệ thuật Quân khu 7 Trung Kiên, Lê Phương chia sẻ không hề để ý tới anh chàng nhỏ hơn mình 7 tuổi khá lôi nhôi. Trong chuyến đi ra đảo Trường Sa, nữ diễn viên không hề có ấn tượng tốt với Trung Kiên bởi vì người gì vừa đến trễ mà còn nói nhiều, khiến Lê Phương khó chịu ra mặt. Trong khi Trung Kiên thì lại bị hấp hồn bởi cô gái lạ xinh đẹp trong chuyến đi. Không ngần ngại tiến tới làm quen, Lê Phương đã tung ngay phòng thủ và dằn mặt Trung Kiên khi xưng hô chị và mày, để anh chàng không có cơ hội để tơ tưởng. Nhưng có lẽ những sự phòng vệ của Lê Phương vô tác dụng với anh bộ đội Trung Kiên. Dù đã bị các xưng hô tạo khoảng cách, Trung Kiên liền xu phong đứng lên chỗ tài sở trường hát của mình bằng giọng ca la trưởng với bài hát Thao thức vì em của nhạc sĩ Lam Phương. Đã như một tiếng sét phá tan tảng băng lớn trong lòng Lê Phương, Trung Kiên còn tự hào mình trẻ, khỏe, sáng, đẹp trai nên quyết tâm chinh phục nàng. Cuộc tình lệch tuổi của cặp đôi đã đạt được trái ngọt như ngày hôm nay đã phải trải qua những áp lực từ dư luận nặng nề, khiến Lê Phương tưởng chừng không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng phía sau Lê Phương lại có một bờ vai vững chắc của Trung Kiên khi nam ca sĩ nguyện đứng ra bảo vệ cô nàng hết mọi dư luận và sẵn sàng chứng minh cho mọi người thấy Lê Phương chọn mình là một sự lựa chọn đúng đắn. Bị phí Nu Phước Thịnh bóc mẻ vụ ra mắt phim Không Cách Xê, Bảo Anh đáp trả cực thâm thúy, đọc xong toát mồ hôi. Liệu sắp tới nữ ca sĩ có tiếp tục dự sự kiện hay từ chối vì lộ cách xê không như mơ? Hào hứng khoe mình là đại diện duy nhất của Việt Nam sẽ sang Singapore tham dự lễ ra mắt bom tấn siêu anh hùng Avenger. Vào ngày 16 tháng 4 này,
Bảo Anh ngay lập tức đã bị quản lý của Noo Phước Thịnh bóc mẻ nhiều sự thật bất ngờ phía sau. Thứ nhất, không chỉ nữ ca sĩ mà còn nhiều nghệ sĩ khác được mời xuất hiện tại event này, Noo Phước Thịnh và Thiên Minh. Thứ hai, cách C mà ban tổ chức đề nghị chi trả cho Sao Việt nếu đồng ý góp mặt được đánh giá là khá bèo bọt. Chỉ lo tiền vé máy bay, khách sạn, công tác chi phí, 70 đô một ngày, khoảng 1,6 triệu đồng. Kèm theo giới hạn xuất hiện nhất định, không được lên thảm đỏ mà đứng ở khu vực phỏng vấn cùng phóng viên. Nữ ca sĩ hứng khởi thông báo tới khán giả chưa được bao lâu, liền bị quản lý của Noo Phước Thịnh đá đểu bằng cách để lộ cách C có cũng như không. Hot Boy Thiên Minh cũng được mời tới sự kiện nhưng không thể thu xếp thời gian. Nghi vấn bị người trong giới đá điểu, Bảo Anh mới đây đã treo một status, được cho là đáp trả lại sự việc, cô viết sau cây. Nè lên MV diễn quá trời diễn nè, bao nhiêu khả năng diễn xuất dùng hết lên MV nè, nên ngoài đời không còn sức để diễn. Vậy mà sao có vài nhân vật ta nói đứng vô cái máy quay là không diễn được, mà ở ngoài diễn quá trời diễn ta nói chống hết cả mặt. Bảo Anh phản ứng trước lùm xùm trên trời rơi xuống.